Army Corp dẫn đầu xu thế hướng đến tương lai. Mua bán và sáp nhập là hai yếu tố quan trọng trong lĩnh vực đầu tư tài chính cao cấp. Gần như 500 công ty hàng đầu thế giới đều đạt tăng trưởng cao nhờ hoạt động M&A. Với làn sóng toàn cầu về mua bán và sáp nhập đang trở thành xu thế, các quỹ đầu tư trên toàn thế giới đang có nhiều cơ hội đầu tư mới. Army Corp cũng đang dần bắt nhịp cùng xu thế đó và luôn nỗ lực hết mình để mang lại cho nhà đầu tư những khoản lợi nhuận khổng lồ. Army Corp đã tham gia thị trường OTC với mã chứng khoán MENK nhằm mở rộng tầm ảnh hưởng ra toàn cầu. Chúng tôi đã đề ra 4 mục tiêu sau: tăng giá trị mỗi cổ phần lên $10, thu hút hơn 10.000 cổ đông, đảm bảo 70% cổ phiếu của Nami có mặt trên thị trường, đạt lợi nhuận ròng hàng năm hơn $10 triệu để có thể lên sàn chứng khoán Nasdaq Hoa Kỳ vào năm 2019. Để có thể biến những mục tiêu này thành hiện thực, Nami Corp sẽ tạo thêm nhiều dự án quan trọng nữa, từ đó thúc đẩy giá trị vốn hóa thị trường của chúng tôi. Đó là những dự án sau: công nghệ xanh cho thế giới. Nami Corp đã mua cổ phiếu của Century Global Professional Limited để đầu tư vào xe hơi nhiên liệu sạch và công nghệ loại bỏ oxy. Hiện nay, chúng tôi đã chính thức triển khai dự án này trên khu đất rộng 1.000 m2 ở Foshan, Trung Quốc. Công nghệ này giúp vệ sinh buồng đốt động cơ và dần thay thế các phương pháp vệ sinh carbon thông thường. Thời gian và chi phí bảo dưỡng ô tô sẽ giảm đi đáng kể. Ngoài ra, công nghệ này cũng thân thiện với môi trường. Ý tưởng giảm thiểu khí thải của Nami đã nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ chính phủ Trung Quốc, những người đã tạo cơ hội và tài trợ cho dự án. AppsMe, ứng dụng truyền thông số 1 khu vực Đông Nam Á. Ứng dụng mạng xã hội giải trí AppsMe được phát triển bởi Nami Corp với các tính năng nổi bật như truyền hình trực tiếp đến webcast, chia sẻ video. Ứng dụng này đang ngày càng thu hút số lượng người dùng và trở nên rất thành công. Với khả năng phát triển nhanh chóng và dung lượng lưu trữ dữ liệu khổng lồ, ứng dụng đã thu hút rất nhiều người nổi tiếng và các thương hiệu lớn mong muốn quảng bá hình ảnh của mình một cách nhanh chóng. Ứng dụng mua hàng giảm giá Mimi, đột phá mới so với mô hình kinh doanh thương mại điện tử truyền thống. Khu giảm giá Mimi được phát triển bởi công ty NamiMax thuộc Nami Corp, bao gồm các dịch vụ giải trí cá nhân đa dạng và đặc sắc. Với mục đích kết hợp giữa hình thức mua hàng truyền thống và mô hình bán lẻ trực tuyến, thúc đẩy việc kinh doanh và tiêu thụ hàng hóa đối với các công ty, cung cấp thông tin từ các công ty tới các khách hàng trực tuyến, nhằm đưa những người quan tâm thành các thành viên online và sau đó trở thành khách hàng thực sự, tạo điều kiện thuận lợi cho mô hình bổ sung kết hợp phát triển. Ngoài ra, người sử dụng Mimi có thể sử dụng tiền mặt cộng với GB tích điểm giảm giá để trao đổi hàng hóa. Dịch vụ dữ liệu đám mây, vươn ra thế giới và chinh phục kỷ nguyên Internet. Nami Corp sẽ hợp tác cùng trung tâm dữ liệu Noniworld FB để phát triển một mạng lưới thanh toán mã nguồn mở mới, hứa hẹn trở thành trung tâm phân cấp toàn diện, truy cập đến thông tin về doanh thu nhờ thu thập dữ liệu tài chính. Mục tiêu của Nami Corp là trở thành nhà thu thập dữ liệu tài chính lớn nhất châu Á, đồng thời tạo ra cỗ máy thống kê dữ liệu tài chính 10.000 người dùng đầu tiên trên thế giới, với mục tiêu tăng đáng kể dữ liệu tài chính thu thập bởi các nhà đầu tư. Những thành tựu ngắn hạn sẽ xây dựng hợp tác lâu dài dựa trên mối quan hệ đôi bên cùng có lợi. Mua cổ phần tập đoàn Hengyue để làm chủ thị trường quỹ đồ. Ngành khách sạn Đông Quang hàng năm đón nhận 10 triệu lượt khách du lịch trong và ngoài nước. Tiềm năng phát triển của ngành công nghiệp này là vô hạn. Tập đoàn Nami đã chính thức mua cổ phần của tập đoàn Hàng Dược để phát triển 4 dự án bất động sản cao cấp tại Ma Trung, Đông Quang, bao gồm khách sạn Tây Viên, thành phố Hàng Dược nhất, khách sạn Harbour và khách sạn Hoa Dương. Tất cả các dự án trên đều được đặt tại vị trí khu đất vàng của Trung Quốc, chính vì vậy tạo cơ hội đầu tư tuyệt vời. Khu nghỉ dưỡng đẳng cấp thế giới và khách sạn cao cấp tại thị trấn Benton. Hiện tại, tập đoàn Nami đang tiến hành nghiên cứu tiềm năng phát triển thị trường du lịch ở thị trấn Benton thuộc bang Pahang, Malaysia. Hai dự án Benton Ecopark và Agatha World đang được đầu tư tại đây đã thu hút sự chú ý của các quốc gia trên toàn cầu. Với diện tích 78,75 mẫu Anh, Benton Ecopark có 5 dự án phát triển du lịch sinh thái, bao gồm công viên nước Eco Water Theme Park, công viên sinh thái Eco Farm, khách sạn, làng văn hóa và biệt thự nước River Village. Theo ước tính, Benton Ecopark sẽ thu hút khoảng 850.000 khách du lịch hàng năm.
với tổng vốn đầu tư phát triển hơn 600 triệu ringgit. Agatha World là khu du lịch sinh thái thế giới ngầm, bao gồm 50 khu biệt thự được thiết kế kiểu khách sạn và các khu hang động bao quanh bởi rừng nhiệt đới. Ủy thác đầu tư bảo vệ quyền lợi cổ đông, tập đoàn Nami hiện đang làm việc với công ty trách nhiệm hữu hạn ILS Fiduciaries Hồng Kông để đảm bảo tính hợp pháp của cổ phiếu Nami. Tập đoàn được quản lý bởi bên thứ ba độc lập nhằm thúc đẩy việc quản lý tập thể và bỏ qua quá trình chuyển nhượng chứng khoán, tạo cơ hội cho các nhà đầu tư mua cổ phần công ty thông qua ủy thác. Công ty trách nhiệm hữu hạn ILS Fiduciaries Hồng Kông được thành lập cách đây 25 năm với các chi nhánh trên toàn thế giới. Hiện đang vận hành các dịch vụ ủy thác tại một số quốc gia do ILS World Network bảo vệ. Nếu bạn bỏ lỡ cơ hội sinh lời từ đầu tư bất động sản hoặc tiền ảo, thì Nami là cơ hội cần được nắm bắt trong kỷ nguyên đổi mới này. Kỷ nguyên toàn cầu của quỹ đầu tư đang đến. Với phương châm không kinh doanh thì sẽ không thể làm giàu, không có cổ phiếu thì sẽ không giàu to. Đến năm 2019, Nami sẽ cùng chúng ta ăn mừng trên sàn Nasdaq rung chuông chào đón. Đó sẽ là thời điểm tiệc ăn mừng chính thức bắt đầu.